bị gái dụ dỗ. Ngày xưa có hai vợ chồng, một người phú thương trẻ tuổi, chồng thường rong buồm chạy khắp trong Nam ngoài Bắc và các nước xa xôi, chuyên bán hàng đi và cất hàng về. Một ngày kia, thuyền đã chứa đầy hàng, chồng từ giả vợ ra đi và hứa hẹn một chuyến đi suôn sẻ. Thuyền đi ra biển suốt 5 ngày đêm thì tới thị trấn. Chàng bảo thủy thủ bỏ neo ở một bến tấp nập nhất, rồi lên bờ đi tìm nơi nghỉ trọ và mối bán hàng. Chào ngài, ngài có thuyền hàng lớn như vậy, chắc hẳn đang muốn tìm mối làm ăn lâu dài. Nếu không chê tệ xá nhỏ hẹp, xin mời ngài lên nghỉ ngơi trong những ngày thuyền đổ tại đây. Ngài muốn thế nào ạ? Chúng ta mới đến đây, chỗ nào cũng giống như nhau cả thôi. Bà đây đã rất vui vẻ, nhiệt tình đón tiếp chúng ta. Vậy thì hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi. Phải đấy, chúng tôi sẽ luôn tiếp đón chu đáo mà. Xin mời. Hôm ấy, thương nhân được chủ nhà là mụ Lường tiếp đón rất nồng hậu. Sau đó, chủ dẫn khách đi thăm nhà. Các phòng bày biện nói lên sự giàu có quá sức. Đây là con rùa rất quý giá, đó là bảo bối gia truyền của gia đình tôi. Chà, vậy thì con rùa này chính là một món bảo bối rồi. Đêm hôm ấy, một tiệc lớn bày ra, chủ nhân ăn mặc rất mỹ lệ, chuốc chén mời mọi người. Xong tiệc, họ được mời đi nghỉ ở một buồng có những chiếc giường rất xinh xắn. Đứng lại ngay! Mấy cái tên kia, các người dám đánh cắp con rùa vàng của ta, hãy mau trả lại đây! Trong các ngươi, có ai lỡ dại dột cầm con rùa của người ta không? Thưa ông, không có, chúng tôi không có làm. Chắc có sự hiểu lầm nào đó ở đây, chúng tôi không có ai lấy con rùa của bà hết. Có ai lấy mà lại tự nhận là mình lấy đâu cơ chứ? Người đâu, khám thuyền đi! Không ai được tùy tiện khám thuyền của tôi, trừ phi có quan chức đến đây. Bằng không, tôi không cho phép bất cứ một ai đặt chân lên thuyền. Đoán trước được những điều thương nhân vừa nói, mụ Lường đã cho gọi trước quan và lính đến. Mụ trình bày việc mất trộm và đổ lỗi cho người nhà phú thương lấy mang đi. Thưa quan, tất cả những lời bà đây nói đều là vô căn cứ. Nếu như trên thuyền của chúng tôi không có con rùa vàng của bà thì sao đây? Thì tôi sẽ trao lại tất cả của cải nhà lầu và mọi thứ ở trong đó. Còn nếu như có con rùa vàng của chúng tôi ở trên thuyền của ngài thì sao? Nếu có, tôi cũng sẽ mất cả thuyền hàng và người ở đây cho bà. Làm sao mà qua được cửa ải của ta đây? Đêm hôm ấy, nhân lúc phú thương và những người thân cận đang ăn uống, mụ Lường đã sai người đầy tớ mang rượu thịt có bỏ thuốc mê vào và sai đầy tớ ra đưa cho người canh thuyền của phú thương. Người canh thuyền không hề đề phòng gì, anh ăn uống no say rồi lăn ra ngủ. Chỉ đợi có vậy, tên đầy tớ theo lệnh của mụ Lường nhét con rùa vào trong kiện hàng trên thuyền của phú thương. Thưa quan, quả có con rùa vàng ở trên thuyền của thương nhân. Trời ơi, làm sao lại có việc như vậy được cơ chứ? Các ngươi còn chối cãi được nữa không? Tàn chứng vật chứng đã rất rõ ràng rồi. Tất cả thuyền hàng này thuộc về ta, các ngươi cũng sẽ trở thành đầy tớ của ta luôn. Đừng mong trốn thoát nha. Trời ơi, làm thế nào để thoát khỏi cảnh cơ cực này đây? Có lẽ nào ta lại phải mãi chịu nhục ở nơi này ư? Đạo sĩ ơi, người có một quả bưởi sao không ăn mà lại cứ nhìn nó mãi vậy? Bưởi này không phải dùng để ăn đâu. Thế thì dùng làm gì? Nó dùng để nhắn tin tức với bất cứ người nào trong thế gian. Thật vậy sao ạ? Nhắn bằng cách nào vậy thưa đạo sĩ? Hãy viết một bức thư, dùng dao rạch một chỗ ở đằng cuối rồi nhét thư vào, đưa ra trước bến này, khấn to tên và chỗ ở của người mà mình muốn nhắn, rồi vứt xuống nước và nói: bơ bưởi, hãy đi cho được việc. Tự khắc nó sẽ vượt sông vượt biển đến tận tay người đó, dù xa bao nhiêu cũng không thất lạc được. Trời ơi, đúng là thứ mà con đang cần. Xin ngài, ngài có thể bán lại cho con quả bưởi này được không? Thật ra đã biết được phần nào câu chuyện của con, ta mong rằng quả bưởi này sẽ giúp con được gì đó. Trong bức thư, thương nhân đã kể cho vợ nghe toàn bộ sự tình. Bởi vậy, người vợ đã nắm được hết mưu mô của mụ. Quả không sai, mụ Lường vẫn định bỏ con rùa lên thuyền của vợ thương nhân để vu vạ như mọi khi. Tiếc thay, vợ thương nhân đã biết
và nàng cho người mang con rùa trả về chỗ cũ. Mụ Lường mất tất cả. Mình ơi, 3 năm qua mình đã chịu bao nhiêu cực khổ rồi, thật tội cho mình quá. Ta cũng nhớ gia đình mình lắm, may mà có quả bưởi kỳ diệu, nếu không chẳng biết chúng ta phải xa nhau đến bao giờ nữa. Xin tạ ơn trời đất. Giờ ta chẳng còn nơi nào để đi, các người có thể cho ta ở lại làm người ở có được không vậy? Thôi được, ngươi có thể ở lại để cảm nhận sự khổ cực mà ngươi đã đem đến cho ta trong suốt 3 năm qua. Kể từ đó trở đi, vợ chồng thương nhân làm ăn ngày càng hưng thịnh hơn, cơ ngơi ngày càng mở rộng được hơn trước. Mụ Lường phải làm việc, lao động như biết bao người ở khác trong nhà. Quá phẫn uất và mất hết của cải, mụ Lường nhảy xuống sông tự tử. Vợ chồng thương nhân can ngăn nhưng vẫn không kịp. Đức Phật cho mụ hóa thành cá he. Người ta nói vì mụ xót của nên lúc nào cũng cứ ngôi lên lặn xuống mãi. Nồi giống cá he sau này vẫn mang thói quen đó. Cuốn nhật ký của mẹ. Chà chà, con gái của mẹ xinh quá. Vì con là con gái của mẹ mà, ngày trẻ mẹ cũng xinh đẹp nhất vùng đó thôi. Mẹ ơi, con thấy thật có lỗi với mẹ. Hồi nhỏ thì con đi học xa mẹ suốt, rồi lại đi du học xong thì đi lấy chồng. Lúc nào cũng để mẹ vò vỏ một mình. Không sao, không phải lo cho mẹ đâu. Mẹ quen rồi, thi thoảng vợ chồng con về thăm mẹ là được rồi. Mẹ, con ước chi mẹ và bác Tuấn có thể... Linh, mẹ con mình không nói đến vấn đề này nữa được không con? Mẹ... Cha, hồng phấn dạo này nở đẹp quá. Cô Linh, chào chị. Chị ra vườn tưới cây đấy hả? Cô về lần này được lâu không? Mấy hôm cô về, chị thấy bà vui vẻ hẳn ra đấy. Chứ những ngày cô đi học xa, bà hay buồn lắm. Có những hôm chúng tôi sang chơi, mà nhắc đến ông là bà toàn khóc thôi à. Rõ khổ, đáng lẽ em không nên lấy chồng xa mới phải. Để mẹ một mình trong bao năm, em thấy có lỗi với mẹ quá. Hay là vận động bà chuyển đến ở cùng vợ chồng cô đi. Vợ chồng em cũng muốn thế, nhưng mẹ em không đồng ý. Mẹ cứ muốn sống với những kỷ niệm nơi đây, em cũng không thể làm gì khác được. Vâng, tôi hiểu. Bà sống nặng nghĩa nặng tình lắm. Này, chị thấy bác Tuấn thế nào? Bác Tuấn ư? Bác ấy thật tốt bụng và dễ mến. Mà có vẻ bác ấy cũng quan tâm đến bà lắm đấy. Em cũng thấy mừng, ước chi có một ngày mẹ em và bác ấy về chung một nhà. Nếu được như vậy thì đến hàng xóm chúng tôi cũng thấy vui lây ấy chứ. Mẹ, mẹ ơi! Mẹ, mẹ ơi! Gì vậy hả con? Mẹ ơi, thời tiết hôm nay rất đẹp, con muốn làm một bữa tiệc nhỏ mời mẹ. Mẹ ơi, chúng ta mời thêm bác Tuấn sang dự tiệc cùng chung vui nhé mẹ. Những khóm hồng phấn bác ấy cho nhà mình đã nở hoa rất đẹp rồi. Mẹ ơi! Sao con? Con thấy bác ấy tốt tính lại rất quan tâm đến mẹ đấy. Hôm trước mẹ mệt, gặp con lúc nào bác ấy cũng hỏi thăm đấy. Mẹ ơi, hay là mẹ chấp nhận tình cảm của bác ấy đi mẹ. Như thế con đi xa cũng sẽ cảm thấy rất an lòng mẹ à. Linh, mẹ cũng đã già và không nghĩ đến chuyện đó nữa. Trái tim của mẹ giờ đã khép lại rồi. Mẹ, sao mẹ lại bảo thủ thế cơ chứ? Cha con đã mất từ lâu rồi, mẹ cần có cuộc sống riêng của mình. Mẹ tìm đâu ra một người tốt như bác ấy cơ chứ? Năm năm sau, mẹ Linh vì bệnh mà qua đời. Hôm nay cô quay trở lại ngôi nhà của mẹ lần cuối. Ngôi nhà vẫn còn đây, vậy mà mẹ đã ra đi mãi mãi. Mẹ! Linh! Bác Tuấn! Cháu về thu dọn đồ đạc đây à? Vâng thưa bác, hợp đồng mua bán nhà cũng đã làm xong rồi ạ. Cháu dọn dẹp lại một chút đồ đạc tư trang của mẹ cháu rồi đi luôn. Vậy là cháu sẽ mãi mãi xa nơi này ư Linh? Bác sẽ buồn lắm đấy. Bác Tuấn, cháu cũng vậy.
nhưng nhất định khi có dịp cháu sẽ về thăm bác. Giá mà trước đây bác có thể là dượng của cháu, thì có phải là mẹ không cô đơn khi tuổi già không? Thôi nhắc lại chuyện cũ làm chi cháu, mẹ cháu chắc cũng có lý do riêng của mình, hãy tôn trọng bà ấy cháu à. Thôi cháu xin phép lên phòng dọn đồ đạc đấy bác. Ừ cháu lên đi. Là cuốn nhật ký của mẹ. Anh à, còn nhớ lần đầu mình gặp nhau, em đã tông xe làm hỏng đuôi chiếc xe của anh. Em nghĩ anh đã trách, nhưng anh đã không làm. Ngày mình yêu nhau, có lần em nhất quyết đòi anh đưa ra biển. Anh nói trời sẽ đổ mưa, nhưng anh vẫn chiều em. Quả là mưa thật. Em nghĩ là anh sẽ trách, nhưng anh đã không làm thế. Còn nhớ một lần vì hiểu lầm, em cố tình chọc tức anh, những tưởng anh sẽ bỏ rơi em, nhưng anh đã không làm thế. Và còn bao nhiêu việc khác nữa, suốt cả cuộc đời, anh đã âm thầm làm để bảo vệ cho em, chăm sóc em. Tình yêu của anh luôn nhẹ nhàng mà thủy chung, bất biến như nhành hoa tím này. Mẹ, mẹ, tình yêu của mẹ dành cho cha thật sâu đậm và mãnh liệt biết bao. Con gái vô tâm đã không hiểu nỗi lòng của mẹ rồi. Cuộc hẹn. Chết, phí mất cái áo trắng vẫn còn mới. Lúc nào rảnh em mua hộ anh mấy đôi tất mới nhé. Tất của anh cũ quá rồi. Vâng, em nhớ rồi. Mẹ ơi, mẹ mua cho con một đôi giày mới nữa, giày của con cũng chật quá rồi. Được rồi, chân bằng cuốc thế thì chỉ vài năm nữa chắc phải đi đặt giày cho con mất thôi, con trai à. Đôi này đẹp quá, chắc là cu cậu thích phải biết. Tất cho chồng mua rồi, giày cho con cũng mua rồi, đồ làm bếp cũng mua đủ cả. Chắc không còn quên gì nữa đâu nhỉ, ra quầy thanh toán thôi. Ôi, cái áo sơ mi này đẹp quá. Cái váy này mình nhìn cũng thấy rất ưng ý. Hay là mua cho chồng mình cái áo sơ mi này, nó đẹp quá. Áo của chồng mình bị lem mực mất rồi. 400.000, hơi đắt, nhưng chắc anh ấy sẽ rất thích. Thôi, dành tiền mua áo cho chồng, mình có mua váy về, cũng đâu có mấy khi mặc, phí cả ra. Ăn thôi mọi người ơi, đói quá rồi. Hôm qua được chồng tặng đồng hồ mới có khác, cả ngày cứ cười ngoác ra thế kia mà. Biết vợ thích từ lâu rồi, tối qua tự nhiên lúc đi ngủ thấy hắn đặt dưới gối chứ. Cũng biết cách lấy lòng vợ ghê, lại còn hẹn trưa mai qua công ty đón vợ đi ăn nữa chứ. Nhất nạn rồi nhé, ganh tị quá cơ. Chồng yêu chiều đến thế là cùng. Đeo cái đồng hồ này vào, trông như quý cô sang chảnh. Ra đường ai bảo đã có một chồng hai con chứ. Phải đấy, ra đường vẫn khối anh xin chết là cái chắc. Chẳng bù cho tôi, từ ngày sinh con đến giờ con lớn đùng ra rồi. Chồng chưa đưa đi làm được buổi nào, cũng chẳng bao giờ hẹn hò buổi trưa. Đã thế hôm trước ra chợ, có cô bé trẻ trẻ xinh xinh, chắc mới ra trường lại gọi mình bằng cô mới chán chứ, nẩu hết cả ruột. Này, nhưng mà nói thật nha, cậu cũng cần một cuộc cải tổ đấy. Đi làm phải váy bó, giày cao gót, trang điểm lên nó mới đẹp. Ai lại suốt ngày quần Âu, áo sơ mi giản dị thế này? Phải đấy, mình lúc nào cũng phải đẹp, phải xinh, thì chồng mới yêu chiều, mới lo mất, mới nâng niu chứ. Mà ra đường, mình cũng thấy tự tin hơn rất nhiều. Đành là vậy, nhưng mà chẳng hiểu sao lúc nào cũng chỉ muốn vung vén cho chồng con hết thôi. Vừa nhắc đến thì chồng gọi, giữa trưa không biết có chuyện gì. Mau nghe đi. Anh à, em đây. Em à, em ăn cơm chưa? Anh đang ở gần công ty em đây, ra ngoài ăn trưa đi. Ờ, bây giờ á anh? Ừ. À vâng, thế cũng được. Thế mà kêu chồng chẳng bao giờ hẹn đi ăn trưa. Ờ, tự nhiên hôm nay sao ấy chứ, bình thường có bao giờ thấy rủ vợ gì đâu.
Thế mau đi thôi. Này, hôm nay hẹn chàng thì phải trang điểm một tí chứ, cho nó xinh. Tôi có cái váy mới mua, chắc cậu cũng mặc vừa. Mặc vào cho chồng bất ngờ ngất luôn. Thôi thôi, da tôi đen lắm, mặc váy ngại chết đi được. Với lại chỉ là đi ăn trưa thôi mà, mấy bà cứ làm như đi dự đại tiệc không bằng. Không được, ăn trưa cũng phải đẹp. Nào, đi vào nhà vệ sinh thay đồ nhanh. Ui, từ từ nào. Thế nào, trông có kỳ lắm không? Trời ơi, đẹp quá Ngân ơi. Phải thế này chứ, đảm bảo lão chồng bà sẽ ngất trên cành quất cho mà xem. Thôi đi, đừng trêu người ta nữa. Đi đây, không lão lại chờ. Chúc vui vẻ nha. Dạ, em chào chị. Chị dùng gì ạ? À, cho chị một ly sinh tố xoài trước nhé. Dạ vâng ạ. Alo anh à, anh tới đâu rồi? Em à, hội bạn anh lại gọi gấp để tập trung bàn về giải bóng tổ chức cuối tuần này, nên anh không qua chỗ em được nữa nhé. Ờ, vâng, vậy thôi anh đi đi. Dường như với anh ấy, mình chẳng có chút nào quan trọng. Mình hy sinh tất cả vì gia đình, vì chồng, vì con, tới bản thân cũng chẳng có thời gian chăm chút. Dạ em mời chị, nước của chị đây ạ. Cảm ơn em. Dạ, có một người gửi tặng chị cái này ạ. Ừ, sao? Tặng chị hả? Ai vậy? Dạ em cũng không rõ, anh ấy nhờ em đưa cho chị rồi đi luôn ạ. Em tình cờ bắt được khoảnh khắc tuyệt đẹp này của chị, tặng chị, chúc chị mãi là người phụ nữ đẹp như bây giờ. Bấy lâu nay mình thật sự không để ý, giờ thì mình hiểu ra rồi. Là phụ nữ trước tiên hãy biết yêu bản thân, biết sống cho mình thì mới có thể khiến người khác yêu mình và luôn cảm thấy hạnh phúc được. Kể từ nay, mình sẽ luôn là một người phụ nữ đẹp và tự tin. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.